sáng ngày 25 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một Bình Dương đã tuyên án 3 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Đức 1960 về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi. Bị hại trong vụ án là một nữ sinh lớp 9 được Đức ôn luyện thêm để thi học sinh giỏi môn toán. Theo cáo trạng, cháu N. L. H. Cờ là học sinh lớp 9 tại một trường trung học sơ sở trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một. Vào tháng 7 năm 2018, phụ huynh gửi cháu Cờ đến nhà Đức để học bồi dưỡng thêm môn toán cùng nhiều học sinh khác. Sau đó, do sắp thi học sinh giỏi môn toán, để đạt kết quả cao, Cờ đã điện thoại cho thầy Đức xin dạy bồi dưỡng riêng. Ngày 25 tháng 10 năm 2018, Đức kêu cháu Cờ đến học tại phòng làm việc của Đức. Tại đây, Đức có hành vi dâm ô với cháu Cờ. Đến gần ngày thi, Cờ tiếp tục gọi điện xin học riêng với Đức để ôn bài. Chiều 15 tháng 11 năm 2018, cháu Cờ đến phòng làm việc của Đức để học. Trong lúc cháu Cờ học bài thì Đức nhiều lần sờ vào ngực cháu Cờ, thì bị cháu đẩy ra, sau đó Đức đi ra khỏi phòng. Biết Đức sẽ có hành vi sằng sỡ với mình nên Cờ đã lấy điện thoại cài đặt chế độ quay video rồi để vào cặp sách ở bàn kế bên. Lúc sau, Đức đi vào và tiếp tục có hành vi sằng sỡ đối với nữ sinh. Tất cả những hình ảnh này đã được điện thoại ghi lại. Về nhà, cháu Cờ để kể lại toàn bộ sự việc với gia đình và tố cáo hành vi của Đức tới cơ quan công an. Đến đầu tháng 1 năm 2019 thì Đức bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về hành vi bỉ ổ trên. Ngày 19 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một đã mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án.